Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái con bao Yamaha BC2002M anh em nha. Thì cái dòng này em bán rất là nhiều hàng rồi anh em. Thì hôm nay em mới về thêm được một con nha. Con hôm nay em về rất là đẹp luôn anh em nha. Anh em mình xem có nhu cầu thì mình liên hệ với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Cái mẫu này trước giờ em bán khá là nhiều hàng rồi anh em. Và em rất là thích cái dòng này anh em nha. Tiếng của nó rất là hay anh em ha. Nó chạy sâu sắc của Mexico, tiếng rất là sạch sẽ, rất là sáng ha. Và công suất có thì nó cũng rất là tốt luôn anh em. Nó sử dụng một cái biến thể nguồn rất là to và hai con tụ nguồn to như hai lon bia vậy anh em, nó nằm ở phía dưới á. Và đặc biệt con này thì có hai cái đèn vuông ha, và nhìn mặt trước của nó thì rất là hầm hố, và hai bên của em nó thì được tản nhiệt ra hai bên, nhìn cũng rất là gấu luôn anh em, nhìn rất là đẹp nha. Tầm 2 tuần trước thì em có về hai con á, thì đã lên đường rồi, thì hôm nay em tiếp tục về được một con để giới thiệu với anh em mình nha. Thì trên này sẽ có những cái đèn báo nha, đèn trên cùng là đèn nhiệt năng ha, đó thì quá nhiệt nó sẽ báo nha. Còn hai đèn bảo vệ khi anh em mình mở nguồn lên, hai đèn này sẽ sáng nha. Đó, nó sẽ kiểm tra không có vấn đề gì thì nó sẽ tắt ha, thì đẩy nó sẽ hoạt động được ha. Và đèn nguồn, và trên này thì sẽ có đèn clip anh em nha, đèn clip cho hai kênh nằm trên này, và đây sẽ có hai cái đèn vu rất là to. Và hai cái đèn vu này thì anh em mình có thể chỉnh cho nó cái vu này nó hoặc nhạt mạnh hay là nhẹ gì á, thì anh em mình chỉnh hai cái chiếc áp ở chỗ này nè anh em nha. Nó có hai chiếc áp để chỉnh hai cái vu này nè. Anh em mình muốn cho cái vu nó nhảy cao hay nhảy thấp gì đó thì anh em mình chỉnh hai cái chiếc áp này nha. Đó, ở đây nó có hai chiếc áp cho anh em mình chỉnh nè ha, rất là tiện lợi cho anh em mình chơi luôn. Anh em mình thích như thế nào thì anh em mình chỉnh như vậy nha. Thì em đã tháo sẵn nắp lưng rồi, nắp lưng em tháo em để đó anh em nha, rất là đẹp luôn ha. Và ốc của em nó ở đây. Và bây giờ thì em sẽ test cho anh em mình nghe một đoạn nha. Con này tiếng nó rất là sạch sẽ, tiếng sáng hay ha, chất âm rất là tuyệt vời. Thì em mở đại một cái liên khúc thôi anh em nha, để em test cho anh em mình biết là sản phẩm nó hoạt động tốt. Với lại những cái chất âm của những cái cặp loa với lại những con bao này, nó đánh ra thì điện thoại nó cũng không thể nào mà thu âm và nó đáp ứng tốt được như nghe thực tế nè. Ha, anh em mình nghe qua điện thoại thì anh em mình tham khảo phần nào nha. Đây là một con bao Yamaha BC2002M. Con này thì mua trực tiếp từ siêu thị Nhật về, cho nên là nó rất là đẹp anh em nha. Nó không phải là hàng bãi nha, hàng mua trực tiếp từ siêu thị Nhật về, cho nên về cái tình trạng của nó thì nó rất là đẹp ha. Và khi mà mình mua những con này từ bên siêu thị Nhật về á, thì mình mua một con thì người ta sẽ gói một con này, người ta gửi trực tiếp về cho mình. Nó không có đi theo lô, cho nên là hàng về nó rất là đẹp anh em nha. Nó rất là đẹp, nhìn nó rất là đã luôn, vừa chơi hay bài đẹp ha. Và con này thiết kế nhìn rất là hầm hố, rất là gấu nha anh em. Yamaha BC2002M đó. Hai kênh ha. Đều rất là nét, rất là đẹp anh em. Con này em về rất là đẹp nha. Con này em về là nó đẹp hơn mấy con lần trước luôn á. Đây, con này về rất là đẹp luôn ha. Và sò của nó thì ở trong này nè anh em ha. Để chạy mỗi một bên là 18 sò sắt của Mexico nha. Trong đây là 4 con sò sắt của Mexico nè, ở đây là 4 con nữa nè, là 8 bên kia cũng vậy nha, là 16 sò sắt của Mexico. Thì ở đây nó có một cái tem nè, tem này mua từ siêu thị Nhật về sẽ có cái tem này nha anh em nha. Yamaha BC2002M nè, và số ha, nó hàng mua trực tiếp từ bên siêu thị Nhật về, cho nên là rất là đẹp nha, rất là đẹp. Rồi, để em quay qua bên kia cho anh em mình cùng xem luôn, và em soi nội thất cho anh em mình cùng xem nha. Đây anh em ha, và đây là tổng thể của cái bên đây nha, rất là đẹp nha anh em nha, rất là đẹp. Đó, tuyệt vời luôn anh em, nhôm đầu còn len keng hết anh em nha. Mấy cái trắng trắng này là bụi đâu thôi, em chưa có lao nè ha. Mấy cái này lao cái này sẽ rất là đẹp nha anh em nha, rất là đẹp luôn. Và đây là tổng thể mặt sau anh em nha, tổng thể mặt sau. Nói chung con này hàng về thì nó đẹp từ trước tới sau, và nó đẹp từ trong ra ngoài luôn anh em nha. Và đây là những cái tín hiệu đầu vào, anh em mình có thể vào bằng ba lăng đực cái ha, hoặc là anh em mình vào bằng 6 ly nha. Đó, thì ở đây nó sẽ có công tắc gạt nè, anh em mình cắm ba lăng hay là 6 ly gì thì anh em mình sẽ gạt công tắc này ha. Đó, thì đầu vào đầu ra cũng được. Đó, hoặc là anh em mình muốn vào đầu nào cũng được nha. Và con này số series là 01050 ha, số rất là đẹp. Yamaha ha,
Điện là điện 100V nha, hàng mua từ siêu thị Nhật về. Điện 100V, 350W, made in Sabang, sản xuất tại Nhật anh em nha. Đó, đây anh em mình xem tổng thể mặt sau. Thì con này thì nó có thể đánh xì treo hoặc là mono luôn, cũng đều được cho anh em nha. Đây là một cái dòng bao Yamaha BC2002M, rất là gấu, rất là đẹp. Và con này thì đánh trở kháng lo từ 8 tới 16 ôm nha anh em ha. Và ở trong này là một hai con tụ anh em nha, hai con tụ nó to như hai lông bi vậy đó, nó giấu ở phía dưới này nè. Và hai con tụ này rất là cao nha, thì anh em mình thấy cái độ cao của con men này ha, nó rất là cao nha, nó rất là cao, nhưng mà con tụ nó cao lên tới trên này luôn ha, cao lên tới này luôn, nó cao lên tới miếng nhôm anh em ha. Đó, rất là cao và to, to như cái lông bi vậy anh em, cực kỳ khủng luôn nha. Và đây thì nó có năm con tụ nhỏ nữa nha. Đó, nói tụ nhỏ thôi chứ nhìn nó cũng khá là bự anh em ha. Và một cái biến thế nguồn ha, một biến thế nguồn nguyên khối luôn, rất là khủng nha anh em, biến thế nguồn rất là to ha. Con này thì chạy 16 sào sắt của Mexico, sào sắt thì rất là khỏe và trâu bò nha anh em nha, sào sắt thì nó cực kỳ khỏe luôn, máy móc là zin, đẹp cho anh em mình nha. Con này về quá đẹp luôn anh em ạ, à, nha, quá đẹp luôn, tuyệt vời luôn nha anh em. Đó, nội thất bên trong là len keng luôn anh em nha, zin đẹp. Con này anh em mình chơi thì rất là đáng tiền ha, rất là đáng cái đồng tiền anh em ha. Đó, hàng khủng nha, dòng này thì em rất là thích anh em, và sắp tới thì có hàng đẹp em sẽ tiếp tục em nhập nữa nha. Dòng này chơi được anh em mình đánh giá rất là cao, dòng này thì em bán rất là nhiều rồi, anh em mình nhận hàng thì phản hồi lại rất là tốt anh em nha, rất là tốt. Thì nãy em mở thì hai cái vu này thì em đang mở trống ra luôn ha, khi mà anh em mình đóng nắp lưng lại thì cái màu của đèn vu sẽ đẹp hơn nữa nha. Với lại chọn quay video thì em mở đèn nó khá là sáng cho nên là cái màu đèn nó lên không được đẹp. Cái này về anh em mình để nhà chơi hoặc là anh em mình để phòng audio thì cái màu lên rất là đẹp nha. Tại chọn quay video thì em cần mở đèn cho nó sáng đi cho nên mình xem cho nó được rõ hơn ha, chứ đèn tối tối thì em quay anh em mình xem sẽ không có thấy rõ, nó không có được đẹp ha, cho nên là mở đèn khá là nhiều nha. Rồi, đây là tổng thể con Yamaha BC2002M, hàng tất cả là em bao zin nguyên bản, hoạt động tốt cho anh em mình nha. Chạy 16 sào sắt của Mexico thì nó rất là khỏe anh em nha, sào sắt thì rất là khỏe và trâu bò. Và đặc biệt nội thất của con này bộ phận nguồn nó rất là khủng cho nên là cái tiếng nó ra rất là chắc và lực nha anh em. Thì với dòng bao BC2002M này, nếu như mà anh em mình chơi lo Nhật, lo Mỹ ha, đó, hàng xịn, thì em bao cho anh em mình là chơi lo 3 tấc, 4 tấc là vô tư nha anh em nha. Nếu anh em mình chơi những cặp lo Nhật, Mỹ mà hàng xịn, chơi lo 4 tấc là vô tư anh em nha. Đó, chơi tuyệt vời luôn. Còn anh em mình chơi có thể chơi những cái dòng lo của Anh Quốc ha, à, vân vân, điều rất là tuyệt vời. Hai kênh volume bi nha anh em, volume bi đó, dặn rất là sướng luôn anh em, dặn rất là sướng luôn. Đó, volume bi nó có từng nấc một ha, dặn rất là tuyệt vời. Rồi, cái con bao Yamaha BC2002M này, con này em về là đẹp xuất sắc luôn anh em nha, hàng tuyển chọn nha, mua trực tiếp từ siêu thị Nhật gửi về. Thì con này giá là 12.500.000 nha, giá là 12.500.000. Đó, thì nó có cao hơn con lần trước một chút xíu nha anh em, cho nên là giá là 12.500.000. Thì con này rất là đẹp nha anh em nha, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Thì giá 12.500.000 thì anh em mình ở xa thì có thể cọc trước cho em sẽ gửi hàng, anh em mình nhận hàng và thanh toán hết cho bên giao hàng là được. Còn nếu như mà anh em mình tin tưởng chuyển đủ thì em sẽ bao phí ship cho anh em mình nha. Tại vì nếu mà anh em mình chuyển đủ thì em sẽ có tiền để em nhập hàng khác. Và thứ hai là anh em mình chuyển tiền đủ thì cái phí ship của nó sẽ rẻ hơn xíu ha. Đó. Thì nếu mà anh em mình tin tưởng đã mua hàng thì trước sau gì anh em mình cũng chuyển á, thì anh em mình chuyển hết một lần luôn thì em sẽ bao cước cho anh em mình, giá 12.500.000 nha, 12.500.000. Con này rất là đẹp luôn anh em, nhìn rất là sướng luôn ha, rất là tuyệt vời luôn anh em. Con này không có điểm gì để bàn cãi hết anh em ạ. Hàng đã qua sử dụng như thế này thì quá là đẹp luôn. Anh em mình xem có nhu cầu thì mình liên hệ với em nha. Và clip em xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.